Thì Duy sẽ test thực tế, đó là củ bơm nó làm 114. 1, 2, 3, test luôn. Test đè kỹ. Đó, có đỉnh rồi. Rất là đỉnh luôn, 114 có thủy sản Duy là không có chơi vào đâu cả. Lưu lượng cực kỳ tốt. Và như chúng thấy được á, cái củ 114 này là một trong những củ mà được lựa chọn và bán rất là nhiều nè. Lực nước ra đi không? Cực kỳ mạnh luôn. Tắt 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 thôi. Kết thúc chương trình và đài truyền hình đến đây là test là xong. Bây giờ có cần thì cứ điện cho Duy, Duy sẽ giao tận nhà miễn phí ship. Hoặc là đặc biệt hơn có một cái chế độ bảo hành cực kỳ ưu việt, chế độ chăm sóc và chế độ sau bán hàng. Cực kỳ dễ thương của những anh em kỹ thuật. Đây anh em kỹ thuật nè, đây kỹ thuật điện cứng ngắt đó. Đó không? Giám đốc kỹ thuật đó. Và trong cái phần này thì hôm nay thì Duy sẽ kết thúc ở đây. Và có thời gian thì Duy sẽ review và test những cái củ theo nhu cầu của chúng ta về 140 nè, 168 nè, hay những cái củ lớn hơn để mà phục vụ cho việc các bạn. Rất là cảm ơn quý bà con, quý anh em ở những cái vùng nông nghiệp và thủy sản, hay là tất cả những quý khách hàng đã luôn lựa chọn thủy sản Duy là đơn vị đồng hành để chúng ta có một kết quả tốt hơn. Hoặc là có dịp thì chúng ta đi ngang Bạc Liêu, chúng ta ghé tại showroom của thủy sản Duy để cùng nhau đàm đạo và đưa một cái hướng nào đó để tìm một cái giải pháp bơm nước hay là những cái giải pháp về đồ nghèo, nông nghiệp và thủy sản. Rất là cảm ơn quý bạn đã luôn đồng hành. Xin chúc quý bạn một vụ mùa thành công, có nhiều sức khỏe. Xin chào em lại.